Đỡ, anh Tiệp, anh Tiệp, anh Giang đi nhanh một tí chứ không anh Tiệp, anh ấy không được úp. Chép đấy, có lấy chép, chép nhỏ. Vậy là nó sùn đường sau này phát này. Ăn ngay, ăn ngay. Không bé đâu anh em ơi. Chắc mà đây là nếu mà nó mà nếu mà chép xong như này là không phải bé. Ngô Dụng đang bắt cá à? Kịch giờ kiếm kịch khó. Nhưng mà anh em là hơi căng. Tức là anh em là hôm nay kéo sành hơi căng. Hình như phải cho giới rộng ra tí nữa anh ạ. Đoạn này đục chép nhỉ? Này luôn, nó lên luôn kìa. Nó lên luôn, nó sùn lên luôn. Rupi. Ai là Rupi rồi. Rupi rồi. Rupi nó sùn đấy. Rupi to này. Mà cầm xong rồi không ai mày trả vờ mày đổ mẹ phát ụp xuống hiệp ạ. Đổ hết cả xô đi. Đó. Không? Nhìn tục. Đấy. Cái này nó lên rồi, cái này lên rồi. Đây chăm chăm lên. Rồi. Ui chép nhỏ lắm. Bắt hết. Nấu dừa, cái này nhỏ gì? Ui rồi. Đâu rồi? Nhanh. Đó rồi, con cá đâu mất rồi. Đẹp rồi. Khinh một nổ một con rồi. Mất đâu ạ. Chắc là nó ra kia hơn rồi. Chắc là nó chép to phết. Không ăn kẹo cao su không? Đây. Đây là trong túi này. Không không. Tôi không hút thuốc nên là tôi phải ăn kẹo su suốt. Bé lắm, không được con nào đôi nhát. Đấy, 28 rồi. Nãy rồi con Tiệp đấy chép rồi, được phép kịch 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 rồi. Con còn Tiệp này chép không được này. Nếu còn ra hồn nữa. Ta gì đấy? Đấy, đấy. Một khi đã, con đấy mà còn đã bung. Có phép. Một khi đã bung 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 nơm thì con làm gì đây? Đây này anh em đang ở giữa đồng. Từ anh em đang đi bắt cá ở giữa đồng. Đây nhìn này, quê hương Thái Bình chỉ có lúa như này thôi. Xanh ngắt, một màu xanh ngắt. Xanh ngắt một màu. Bây giờ đang mùa lúa chín vàng. Đây lại cá. Đang kia thế nào kiểu vậy, đường đang thấp quá. Không giờ bên quanh cả sông này. Thế nặng nửa xô rồi đấy. Đấy, thay em. Thôi đi đi, nó đã xa quá rồi, thôi. Cố làm gì, gió nó to, đoạn này gió hơi to. Đấy đấy, anh Tiệp đấy. Con anh Tiệp đấy. Đồ phi con anh Tiệp, nghi đồ phi lắm. Tắm dài chứ. Có gì luôn đi. con này Tiệp tay to. Tay thì to nhưng mà úp này hay được cá nhỏ. Đây. Đây, ăn đi.
đấy mà không được ăn cướp. Ngay bên cạnh trần. Nên phay ngồi xem thôi, tối về vợ bảo dân chơi phát hiện là dân chơi. Mày giờ mày đã hết mạng rồi. Mai là cái cầm nghe nghe này đúa gì chứ được. Chưa thấy con nào này. Ừ. Đấy, trên đầu ấy. Lưu Phi em chỉ em tay em một mình tay em bắt không kiên lưu chỉ cầm tay không bao giờ em bắt hai tay. Ừ. Đôi tính nhỏ tớ đang phét mời tia em biết mời tia sẽ tao hỏi bắt tao một chỉ bắt một tay Lưu Phi đam này không Lưu Phi tao không bao giờ có nơ bị chỉ bắt tay em bắt tao chỉ nơ nhà chép nhiều nhé chép rủ mày đi kéo xanh cũng đi chị em ngủ kích kích có rục phi không thấy có em chuối tròi nó cũng ở chuối nhỉ mày làm một ui rồi một em giết đấm rối tinh ấy cả lơm lên nữa cố ấn được nữa đấy đấy con gần đi anh ra ngay gần anh chậm đi thôi chỉ chờ bố con trước đấy đây là đằng trước đây đây đằng trước mà anh chậm đi đấy đúng rồi con đấy là ngon đấy con đấy thơm đấy nó đằng sau giờ cay rồi cay gì chết muốn chúi rồi à tài ông kia ông vứt mòn mấy con nữa vậy giờ úp được cả cá chết tài thật giỏi quá giỏi nhất đỉnh rồi cá chết của vẫn chúi được tăm lên thần thánh bỏ hai thần tài nữa thần tài hốt được đấy úp chậm thế thì úp làm cái gì nữa kia đang ở trước mặt này đấy ôi này luôn rồi này luôn rồi quế ai ừ, chung á đi kia mà bắt thế nó tắt đi vì cháu ở đây có sáng quá. Ý là tắt đi ông bỏ tắt bố đi. Sáng quá. Sáng quá, sáng hết trời rồi. Ơi. Nhìn nhàng lắm. Con này nhìn nhàng thế. Ấy. Ở dưới kiểu cỏ ấy. Dáng mà úp được con cá nào mới là nạ hết rồi hết cá nóng quá cá nó đi chơi xa hết rồi ấy rồi quay ra rồi ra rồi mất rồi không phải rờ mất rồi
Bắt rồi con, nếu con nhỏ thì chịu nhưng mà con kia bắt rồi. Nó chạy. Bắt rồi. Cái đoạn này nông lắm, đất nông lắm. Đất cứng à? Đất cứng. Mất rồi, con kia mất rồi. Ôi giời anh ơi. Vẫn lên. Vẫn lên bờ. Ngay. Răng này vẫn đi úp chỉ thôi. Làm tí chép tí cho nó vui. Con này nó nông như là phải. Đấy. Lên luôn đấy. Nó nóng quá. Cái này bùn nó mỏng mà. Đấy. Đấy. Đấy con này. Đấy tiếp. Đấy bên cạnh. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Đấm dụng đến cả tim rồi không ạ? Dùng một nét tim rồi. Toàn à, gì gì? Đi bán tôi cân không ạ? Ông bắt nói vào. Ôi ơi, nghe ghê. Đi xem có đấy được rồi. Phải là mấy cục rượu gì đấy. Rửa đi. Nhìn ném lên gì sợ. Ném lên nó vào ấy. Ruộng này có nước đâu mà sợ. Có gan. Sâu còn đéo. Đi chỉ có chỉ Phúc Lộ thôi. Cứ ra đi sâu Phúc Lộ. Nếu ra thì chuyện phải bắt cá chuối. Đó là vòng đẩy cá chuối ra. Đấy con đấy. Lấy rồi. Con đấy nhỏ quá. Ây. Ây. Rupi rồi. Rupi rupi. Rupi chén. Lấy to đấy không phải nhỏ đâu. Đây mà lấy đủ ăn tập mồm rồi.